Nó đi công mình hả? Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Sư phụ. Nó làm lẹ quá. Ủa. Mày hả mày? À, rút. Rút. Rồi chào tất cả mọi người luôn ha. Buổi chiều nay tiếp tục đi câu nữa cả nhà ơi. Ông trời cũng vừa mưa xong. Trời tương đối mát mẻ. Thích hợp đi câu dạo cả nhà ơi. Mình đi dạo kiếm cá cả nhà ơi. Rồi để giờ mình chạy tới những bãi câu của mình quay cho cả nhà xem ha. Đây là thuộc ấp Tân Thanh, Phước Lại, Cần Giuộc, Long An ha. Trời này tương đối mát, mát quá cả nhà ơi. Mát mát lạnh lạnh, trời mới mưa xong nó lạnh lạnh. Hôm nay cả mấy bữa nay không hết cả nhà ơi. Quá trời đầm, xung quanh đầm không mà không có cá cả nhà ơi. Và có người ta cũng giữ chữ lại, người ta nuôi hết cả nhà. Cấm cái bảng chiếu chỉ cá nuôi là không ai dám rớt cả nhà ơi. Giờ cầu lan kiếm cá hai con cực lắm. Giờ cá không phải như hồi xưa nữa. Giờ kiếm cá phải chạy. Thôi đi cả nhà ơi. Chưa. Nào hả? Chưa, mới đi à. Mấy con rồi? Mới xuống à. Ở đâu xuống đây? Mùa đen hả? Mùa đen hả? Đó, gần nhà ông đó đó. Gần nhà có ông gò đen đó đó. Sư phụ. Cùng quê ông kìa. Gò đen, gò đen. Như kênh của anh là thư giả miền Tây đúng không? Hả? Kênh của anh á. Thư giãn nhân giả. Có chưa? Chưa có táp, hồi nãy có chạy trong kia không? Ở đây nãy đâu trong đây nè. Ui. Trong cái bà hẻm trống giá hả? Ừ. Tưởng đâu vô giọng quýnh rồi chứ. Đường này đi vô đúng không? Ừ. Chưa chổng. Chổng tà cắm bản cá nuôi không. Chổng có bản cá nuôi đó, bữa vô chổng thấy bản cá nuôi đi ra luôn. Đó đâu có nhà của ông anh đó đó. Đó cá hàng hà luôn mà câu đó mà. Đây ai chửi đâu, không ai chửi đâu, không câu thôi chứ mới đầu chửi. Đây. Ở đây hổm giờ cũng bắt được vài con Hugo đây đó. Đám này đi ngang hoài mà em không có câu, câu cái đám cái bên đó. Cái bên hả? Cái bên cá nhí không. Bây giờ rút kinh nghiệm á là cái bãi cái điểm nào mà khó quăng á là có cá à. Còn ở đây Hugo dữ lắm á, còn cả ký rô không á. Mà nó chậm ăn lắm, nó lên nó thở thấy nó nóng lạnh luôn á.
bên đó có mấy con thả ở góc. Mới hôm qua hôm kia là ông đem con chắc cỡ 8 chín lạng. Nó đi câu mình hả? Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Sư phụ. Nó làm lẹ quá. Thôi. Thu gô. Nó cái bọc luôn à. Chơi kỳ. Thôi. Đâu đó hả? Đường nào? Cái đầu này có đường vô nè. Đường này nè. Ủa nút cái bọc đã rồi chứ. Bọc khác rồi. Cá bự á. Thả chút đi đó, anh câu lại nè. Này nó chưa vô, vô ấy là chưa vô lưỡi đâu. Chưa, mới ra ngoài. Mới ra ngoài. Đâu để ý sát trong đây đó, nó làm trong sát vô góc như vậy. Mày phải câu lưỡi kìa. Mới qua đi quýnh được ba mấy con nè. Là bữa nào đi anh em mình gặp mặt bữa. Tháng 2 hả? Rồi theo. Ủa, trời nó theo vô mút trong đây luôn nè. Mày hả mày? Rồi, từ mút ở bên trong súng mà nó chạy theo chui vô gần tới mấy bờ nó cắn luôn. Đi thâu tiền ở nhà phai phai hả? Phải hại không? Con mẫu. Nhất rồi rút đồ vàng ến luôn nè, cái nha ba lạng quá đã. Để đó cái nha. Rồi.
xỉn. Táp thôi nó lóc. Để rõ nó cả nhà. Thật đúng không? Quá đã. Ngay cái lỗ nó có chốc. Rồi, hồi đêm tháo cá. Con này cũng có 3 lạng. Lỗ sát mấy bờ này ngon quá trời. Đúng rồi. Chưa nhận giấy. Để mình tháo cá cả nhà, ăn được 2 lạng. Thôi về cả nhà ơi, tối rồi. 5 giờ mấy, 6 giờ. Đó.
mai được bội thu ha cả nhà ha. Rồi cả nhà ơi, 6 giờ mình xin kết thúc clip tại buổi câu ở Phước Lại ha. Bây giờ mình đó thành quả cái về cả nhà ơi. Đây. Mình được 5 chú cả nhà ơi. Viên còn cá chẽm. Mồi cá cũng được cả nhà. Cũng trọng ha. Mũi trọc già nó cắn kìa. Có xuống quét coi xuống bụng 4-5 con rồi. Tháo xuống. Tháo xuống người ta mới tin chứ. Mình cột được cái nhát. Có gì tin, tin. Mình chưa thật. Mình chưa phụ một câu nó có bèo nó muốn tin. Đây, chết được con nào da máu vậy. Đâu quét kìa, yeah. Đâu không có quay được. Được mấy con. Ủa nãy giờ không có con nào ra nước đâu ta. Không có con nào mà nuốt họng đâu ta. Quay không thấy máu được. Chắc nữa hả đi. Đi buổi mà được như đây là cũng ngon rồi. Đây 4 con. Đó. Mình được 5 con, chú bụ được 4 con. Được chưa hả? Trời ơi sao mà cá hết được. Cá câu hoài còn hoài. Thấy không? Nói gì nói luôn đi. VIP không á. Đây là điểm VIP của hai thầy trò mình đó nha. Để dành câu kệ nó ai nói gì nói. Lâu lâu hai thầy trò bữa ăn bữa vậy đó. Đã ghiền. Nhưng giờ là không có đi xa nữa. Ở nhà hạ cánh an toàn. Giờ vậy xong. Chào anh em nha. Anh em nào muốn dậu luôn thì alo mình. Đừng alo mình để nha. Alo mình đi. Dứt. Dứt. Thôi về cả nhà ơi. Về sư phụ ơi. Về. Chào cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp lại nha. Rồi mũi nó e. Nói chung là mấy bữa nay mình anh chạy trò mình đi cá là trúng không. Như ngày hôm qua đi nước lũ cũng vậy. Lũ là ba thầy trò mình là phải trên 50 con cá. VIP không á. Thôi về lắm. Mũi. Trời ơi mũi quá. Quá trời thôi. Chào cả nhà, hẹn lại ngày sau đi. Giờ mình đi về số sàn chủ nhật đi nước lũ tiếp.